Xin chào tất cả các bạn. Nếu chỉ có thể sống thêm một ngày, bạn sẽ làm gì? Đi thăm một người bạn cách xa vài trăm km, gọi điện để tỏ tình hoặc chửi với bất kỳ ai bạn muốn, bày tỏ tình yêu thương với gia đình, hay chỉ đơn giản là ngồi nhà để xem TV. Thật là khó khăn để làm nhiều việc như vậy khi mà chúng ta chỉ có 24 giờ. Tuy nhiên, tất cả chúng ta rồi ai cũng phải trải qua giây phút đó, dù bạn còn trẻ hay đã già. Mỗi ngày trôi qua, quỹ thời gian của bạn lại mất đi 24 giờ. Vậy, thời gian là gì? Chúng ta phải làm gì để thay đổi điều này? Thật đáng buồn là chúng ta không thể thay đổi được nó. Thời gian là quy luật của vũ trụ. Nếu như muốn thay đổi, bạn chỉ có thể thay đổi chính bản thân mình để mọi thứ trở nên tốt đẹp hơn. Vậy, thời gian có thật hay không? Và nó hoạt động như thế nào? Có rất nhiều người cho rằng thời gian chỉ là khái niệm giả định do con người đã đặt ra để sắp xếp trật tự các sự kiện. Theo đó, thời gian chính là khoảng chờ giữa các sự kiện xảy ra. Trong tôn giáo, triết học và cả khoa học, thời gian là khái niệm rất quan trọng. Nó luôn luôn hiện hữu xung quanh chúng ta và diễn ra một cách liên tiếp không thể đảo ngược. Chúng ta cũng không có cách nào quan sát, chạm vào hay nếm được nó. Nhưng chúng ta có thể đo đạc được thời gian một cách khá tương đối bằng đồng hồ và các dấu mốc như ngày giờ hay năm tháng. Từ những năm 1900, con người vẫn cho rằng không gian và thời gian trong vũ trụ là hai khái niệm tách rời. Không gian thì bao la rộng lớn, còn thời gian lại là khái niệm chẳng liên quan gì tới bất cứ thứ gì trong vũ trụ. Đến năm 1915, Einstein đã công bố thuyết tương đối tổng quát. Trong đó, ông hợp nhất không gian 3 chiều cùng với thời gian tạo nên cái gọi là không thời gian 4 chiều liên tục. Bằng cách chứng minh cơ chế hoạt động của lực hấp dẫn, Einstein đã cho thấy trọng lực đã thực sự ảnh hưởng đến thời gian như thế nào. Theo đó, lực hấp dẫn mà chúng ta biết không phải là một loại lực chuyển qua không gian, mà đó là do không gian đã bị biến dạng, giống như một tấm cao su bị lún xuống khi có một vật nặng đè lên nó. Vật thể càng nặng, không gian và thời gian bị biến dạng càng nhiều. Và cực đại của việc này là không thời gian bị phá hủy hoàn toàn. Điển hình nhất chính là các hố đen trong vũ trụ. Như vậy, bất kỳ vật thể nào có khối lượng trong vũ trụ đều có thể làm biến dạng không thời gian xung quanh nó. Thời gian cũng không còn là khái niệm giả định, mô tả diễn biến của vũ trụ. Thời gian là thật. Thời gian tồn tại với các giá trị khác nhau ở những nơi khác nhau trong vũ trụ. Và thời gian có thể bị biến dạng, bị làm chậm hay thậm chí bị phá hủy hoàn toàn, giống như bất kỳ cấu trúc vật chất nào. Chúng ta đang sống trong bầu khí quyển của trái đất, và cũng sống trong một vùng không thời gian bị biến dạng khi mà khối lượng của trái đất đã tác động đến không gian xung quanh nó. Một ví dụ điển hình là các vệ tinh GPS xung quanh quỹ đạo phải thực hiện điều chỉnh thời gian định kỳ để có thể chỉ ra được vị trí chính xác khi bạn thao tác trên các thiết bị định vị. Lực hấp dẫn của trái đất làm cho thời gian chậm lại. Nếu bạn càng gần tâm trái đất, thời gian của bạn càng chậm. Điều này có nghĩa đầu của bạn sẽ lão hóa nhanh hơn cả chân của bạn. Mình đùa đấy. Chiều dài cơ thể của chúng ta không đủ để tạo ra sự khác biệt. Ngoài trọng lực, thì tốc độ cũng có thể làm ảnh hưởng đến không thời gian. Bạn di chuyển càng nhanh, thì thời gian của bạn càng chậm. Nhưng cũng đừng ảo tưởng rằng tốc độ bàn thờ có thể làm bạn sống lâu hơn người khác. Chỉ có tốc độ Pichasua mới có thể chứng tỏ bạn trẻ tuổi hơn người khác mà thôi. Thời gian đối với chúng ta là tương đối, chúng ta không có cách nào để quan sát nó. Vì vậy, muốn biết thời gian hoạt động như thế nào, chúng ta chỉ có thể nghiên cứu về không gian. Thế nhưng về mặt vật lý, thì không gian cũng khó hiểu chẳng kém thời gian. Trong vũ trụ hay trong bất kỳ nguyên tử nào, không gian là thứ tồn tại nhiều nhất. Nó là một cấu trúc nền hình thành nên mọi vật chất mà chúng ta biết. Không gian thường được mọi người hiểu là không gì cả, nhưng không gian lại bị ảnh hưởng bởi lực hấp dẫn. Cụ thể là môi trường xung quanh một hố đen, không gian bị biến dạng đến mức ánh sáng cũng không còn lối thoát. Thuyết tương đối dự đoán rằng, vật chất rơi vào hố đen sẽ bị nén đến không giới hạn khi nó tiến dần đến trung tâm, nơi được các thuật toán miêu tả với cái tên điểm kỳ dị. Bất kỳ thứ gì rơi vào hố đen thì đơn giản là nó không còn đường quay trở lại. Bên trong chân trời sự kiện, không gian và thời gian không tồn tại, hay nói cách khác, sức mạnh của trọng lực đã phá hủy không thời gian.
Từ điều này ta có thể suy ra, không gian không phải là một khối thống nhất. Không gian được lắp ráp từ những thành phần nhỏ hơn để tạo thành một cấu trúc khổng lồ dàn trải khắp mọi nơi. Ví dụ, ta ví không gian giống như môi trường nước. Nước được cấu tạo từ hai nguyên tử hydro và một nguyên tử oxy. Nếu như chỉ có một kết hợp như vậy, thì chúng ta không thể gọi đó là nước. Có hàng tỷ những kết hợp như vậy mới có thể tạo thành đại dương. Và nếu có một vài vùng nào đó bị đóng băng hay bốc hơi, thì về mặt tổng thể, đại dương vẫn ổn định. Các hố đen giống như những vật thể làm cho nước bị bốc hơi. Ở nơi đó, nước lỏng không tồn tại mà đã chuyển sang một trạng thái khác. Và một điều đặc biệt là không thời gian cũng có các trạng thái vật lý giống như nước, đó là bị xoáy và tạo nên các gợn sóng khi có dao động. Thời gian hoạt động theo quy luật mũi tên thời gian, đó là sự luân chuyển liên tục của hiện tại với đằng sau là quá khứ và đằng trước là tương lai. Thời gian liên tục tiến lên, không gian liên tục mở rộng, các phần không gian hình thành liên tục nối tiếp nhau một cách vô tận. Khi nào thời gian còn tiến lên, thì không gian vẫn tiếp tục mở rộng. Sự thống nhất của không thời gian làm cho vũ trụ trở nên kỳ lạ và vô cùng vĩ đại. Mọi thành phần tưởng chừng như hư không lại có ảnh hưởng lên toàn bộ vũ trụ. Hơn bao giờ hết, chúng ta ý thức được việc rằng mình đang sống trong không thời gian của vũ trụ, và chúng ta nên tuân theo những quy luật của nó. Chúng ta có thể đang cố nghĩ cách để đảo ngược thời gian, nhưng có một sự thật, không thời gian quá rộng lớn, mà sức người thì lại có hạn. Tổng kết một vài điều cơ bản về thời gian. Trọng lực càng lớn, thời gian trôi càng chậm. Những nơi có trọng lực đạt cực đại, như điểm kỳ dị bên trong hố đen, không thời gian không tồn tại, hoặc có thể đã bị biến đổi thành một dạng nào đó. Vận tốc càng nhanh, thời gian trôi càng chậm. Khi vật thể có vận tốc tiệm cận vận tốc ánh sáng, thì không thời gian của vật thể đó sẽ giãn nở nhằm bảo toàn vận tốc ánh sáng. Vận tốc ánh sáng trong môi trường chân không là hằng số không thể thay đổi. Làm sao để biết thời gian bị ảnh hưởng bởi trọng lực và tốc độ? Trong các cuộc thí nghiệm khoa học, tốc độ phân rã của đồng hồ nguyên tử chậm lại khi gần trái đất và nhanh hơn khi được đưa ra xa ngoài không gian. Ở vận tốc cao trên các tàu vũ trụ, tốc độ phân rã của đồng hồ nguyên tử cũng chậm lại. Khái niệm thời gian với chúng ta chỉ là tương đối. Nó phụ thuộc vào khung tham chiếu của người quan sát. Bộ não của chúng ta cũng có một đồng hồ sinh học kiểm soát, hạt nhân suprachiasmatic, một bộ phận nhỏ vùng dưới đồi, chịu trách nhiệm cho nhịp sinh học hàng ngày của chúng ta. Một số chất truyền dẫn thần kinh và thuốc cũng có thể làm ảnh hưởng đến nhận thức về thời gian của chúng ta. Khi bạn vui vẻ, thời gian dường như trôi nhanh hơn, và trong những tình huống khẩn cấp hoặc nguy hiểm thì thời gian lại có vẻ chậm hơn. Không thời gian bị biến dạng cực đại hoặc bị phá hủy hoàn toàn bên trong chân trời sự kiện đã khiến cho hố đen trở thành một con quái vật giam cầm mọi vật chất. Tuy nhiên, lỗ đen cũng là trường hợp thí nghiệm tốt nhất cho lực hấp dẫn lượng tử. Về cơ bản, bên trong điểm kỳ dị là nơi thời gian kết thúc, và vấn đề là chúng ta không biết tưởng tượng một hạt bất kỳ sẽ có tình trạng như thế nào khi chúng ở trong một môi trường không có thời gian. Bên ngoài hố đen, chân trời sự kiện là nơi ngăn cách ranh giới của thời gian. Bất kỳ hạt nào rơi vào bên trong thì nó đơn giản là không thể đảo ngược. Nhưng trong cơ học lượng tử thì mọi hạt đều có thể đảo ngược, ít nhất về nguyên tắc là như vậy. Năm 1970, Stephen Hawking đã áp dụng lý thuyết lượng tử vào trường bức xạ xung quanh hố đen và cho thấy hố đen có nhiệt độ trên độ không tuyệt đối. Như vậy, nó không chỉ hấp thụ mà còn phát ra năng lượng. Khi hố đen phát ra năng lượng, bằng một cách nào đó, bạn đảo ngược quá trình này, nhưng chẳng có một hạt nào thoát ra. Hố đen sẽ nhận được nhiều nhiệt hơn, nhưng những thứ rơi vào từ ban đầu thì vẫn nằm im trong đó. Đây được gọi là nghịch lý thông tin hố đen. Hố đen đã phá hủy thông tin của các hạt, mặc dù bạn có tua lại quá trình rơi vào hay không. Điều này có nghĩa là nếu bạn có một cỗ máy thời gian để trở về quá khứ, thì những thứ đã rơi vào hố đen vĩnh viễn biến mất trong vũ trụ của chúng ta. Sự đảo ngược thời gian không có tác dụng với hố đen, bởi vì bên trong chân trời sự kiện, không thời gian không tồn tại. Điều này dẫn đến suy luận, hố đen là con đường đưa chúng ta đến một vũ trụ khác. Cho dù có chuyện đó hay không, thì việc phục hồi bất cứ thứ gì khi đã rơi vào hố đen là một điều bất khả thi.